Xin chào các bác và anh em. Hôm nay thì là những ngày cuối tháng thì anh em chúng em đang tất bật để chuẩn bị gửi hàng đi cho các bác và anh em. Một số đơn hàng thì anh em chúng em đã đóng sẵn để chiều gửi bưu điện, và một số đơn hàng thì các bác và anh em yêu cầu đó là về tận nhà để lắp đặt cho các bác. Thì hôm nay thì anh em chúng em đang chuẩn bị gọi bốc hàng lên xe để di chuyển về các nơi để lắp đặt cho các bác và anh em những cái bộ dàn loa karaoke. Và rất là cảm ơn tình cảm của các bác và anh em đã gửi tặng cũng như là trao cho Hoàng Lộ Âm Thanh Số. Và Hoàng Lộ Âm Thanh Số cũng tự hào là một trong những lơ phân phối âm thanh uy tín cũng như là lâu năm, và đặc biệt kênh của Hoàng Long cũng là một trong những cái kênh lớn trong thị trường âm thanh. Và các bác và anh em cứ yên tâm khi chúng ta lựa chọn đây là nơi để các bác và anh em sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một bộ dàn loa karaoke giá rẻ, chất lượng cũng như là cái dịch vụ bán hàng khi mà chúng ta mua hàng ở đây. Và với những cái bộ dàn loa karaoke thì bên em đã bán rất là nhiều cho các vị khách hàng. Và đây là một anh chuyên đi lắp rất là quen thuộc với các bác và anh em. Đây là anh Khanh chuyên đi lắp những cái bộ dàn cho các bác. Đấy, hôm nay thì đi khá là nhiều đôi để gửi đến cho các bác và anh em. Những ngày cuối tháng thực sự là rất là tất bật. Thì vừa hôm qua anh em cho em đã đi 4 bộ. Chưa kể đó là những cái bộ mà anh em cho em gửi bưu điện nữa. Rất là cảm ơn tình cảm của các bác và anh em. Và các bác và anh em trong quá trình mà chúng ta chơi âm thanh có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp về bên em nhé. Thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em.